của tôi không đổ máy được nhá. Bây giờ anh phải chạy ra để có sóng điện thoại này anh mới gọi được này. Thì kêu cái đoàn nó ngừng lại đợi đi nhá, rồi thì... Lớp đúng rồi. Lớp đúng rồi, đừng có đi nữa. Đừng có đi nữa. Quay lại đi anh Hiệp ơi. Lạc rồi, bây giờ chú đang ở đâu? Đi, đi xuống dưới đây nè, đi xuống dưới đây nè. Rồi chú đang dừng lại đi, cái xe của anh cháu có cái hơi nào lên. May là đang chạy chậm, em đang chạy anh đòn mẹ. Đúng rồi, may chạy chậm, chạy nhanh là anh thấy mẹ luôn. Mà không có view gì để nhắm đâu. Mà đợt may này nó đỡ hơn năm ngoái. May năm ngoái nó dày hơn nhiều. Xung quanh là chỉ có xương và xương thôi. Nhìn xa xa kia thì cũng chỉ thấy xương thôi. Yo, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Vlog. Là hôm nay tôi nói thiệt với các bạn á, tôi cũng chưa biết là tôi đi đâu luôn. Ý là chưa biết là đi đâu, chỉ biết là hôm nay là đi tới Kon Tum. Đây lên Kon Tum khoảng 500-600 cây gì đó, cũng chưa biết đi đường nào luôn. Hình như tôi thấy một anh đang đi ở phía trước tôi. Anh này tôi đoán là anh Hiệp. Ở coi tôi đoán đúng không nè, chính xác anh tôi. Thấy cái logo xe em shop chưa? Đi theo anh tôi. Anh nói chơi là anh Hiệp. Nguyên một cái set đồ trên xe anh Hiệp lên bên shop mình á. Mình tự tay dứt cho ảnh. Chạy đi anh. Tôi biết sai rồi, tôi dí theo chứ. Đúng rồi, anh thẳng ở đây là quẹo phải là tới rồi. Đi cái đường này xa lắc xa lơ luôn. Sai rồi. Anh tôi nay hình như là 14-15 xe gì á. Nhưng mà có anh em tập hợp ở bên Kon Tum nữa. Có người đi sau, có người đi trước, có người đang ở trên đó chờ. Alo. Đây nè, em đây nè, sau lưng anh nè. Mình nói sao ổng điện thoại, ổng điện thoại mà ổng hỏi mình đâu rồi. Xe tôi xanh lè xanh lét vậy mà không thấy hả? Vậy giờ phải lên thêm lét rồi. Lên full xe luôn. Xe tôi xanh nhất ở đây mà không thấy hả? Thiệt tình, uổng công tôi lên mấy cái lét. Ok thôi. Nói chung là lúc đầu lúc nào cũng vậy các bạn đi một cái team lớn, team nhỏ, phân khối lớn hay phân khối nhỏ hay là bất kỳ một cái team nào cũng vậy hết á. Lúc nào bắt đầu tour vô, bắt đầu những cái mét đường đầu tiên á thì nó cũng sẽ có những cái nhỏ nhỏ. Ví dụ như là ok, có ông thì quên đeo găng tay, có ông thì chưa đủ xăng, có ông thì quên bật nhạc hay là quên đeo tai phone. Nói chung là rất là nhiều. Thì các bạn đi một đoạn ngắn khoảng 5-10 km là sẽ dừng lại để mà xử lý cái phần đó. Rồi còn mình còn thiếu đủ gì đó mình dứt luôn cái đó, rồi sau đó là vọt phát đi luôn. Thì thường nếu mà phân khối nhỏ thì đi cho tới khi mệt hoặc là cho tới khi đổ xăng. Còn với phân khối lớn là đặt ra cái mục tiêu là chạy luôn tới đó thì mới dừng. Do là tôi đổ xăng rồi nhưng mà có đi âm vô trong đây khoảng mấy chục cây nên là chắc là họ đi dọc đường là phải ghé đổ ở đâu nè để coi kiếm cái đường nào mà nó dài dài á, cái tôi phóng lên tôi đổ xăng. Cho em đem bình 95 nha. Dạ cảm ơn anh. Bạn hỏi tôi cái này gì hả? Này tiết kiệm xăng. Nó rất hiệu quả cho cái xe này.
Ngày xưa á, lúc mà chưa có xài cái này á, đi với mấy anh á, là mấy ảnh còn hai vạch là mình đã hết xăng rồi. Còn giờ là đu theo mấy ảnh được, mấy ảnh đổ là tôi mới hết xăng. Gì vậy? Ủa gì vậy? Chà, bữa nay nghỉ dưỡng dữ ha, dừng hoài luôn. Anh Hà làm đôi để mặc áo. À, anh Hà vì tuổi già ập đến, đang chạy tự nhiên già ngang. Nó dừng làm áo lạnh, chịu không nổi. Lạnh à? Ừ, con Hà lạnh à. Ngồi tí nắng lên vậy mà. Chín vào những lời bài hát. Mình lại bị dế nè. Nếu như mà các bạn đi cái đường này á, là các bạn sẽ đi cái vòng. Thì cái đường này mình đi rồi, vòng qua đó thì mình cái điểm cao nhất của mình là ở đây. Thì cái khúc kia là mình vòng về. Còn nếu mà tiếp tục đi theo hướng quốc lộ 14C á, thì ra Bắc Minh hoặc là đi xa hơn cái đường hướng Tây Nguyên á, là đi đường này, đi thẳng đây. Ra đây cũng đẹp, nhưng mà khúc trên đây nó có cái chốt chốt giao thông. Trời, mình đi mình thuộc luôn các bạn. Cái đường nào mà mình đi hoài, dẫn anh em đi nhiều á, là mình sẽ tự thuộc. Đương nhiên á là cũng phải dựa vào bản đồ, nhưng mà nó sẽ có những cái điểm gọi là phải chú ý tới nó. Thì mình hay nhớ lắm, cái gì chia sẻ được thì cũng chia sẻ thôi. Còn câu chuyện mà chốt giao thông bây giờ nó không phải là vấn đề nữa các bạn. Đi có đúng luật thôi. Thay vì bình thường đi khúc này á, khúc mà nó đang bị ghi máy nè, mình trả số, trả thêm số nữa. Để cái dòng tour khi mà lên ga nó lên khoảng 5-6 ngàn á, nó vút đi cho nó nhanh. Thì gặp công an á thì tới đó mình đi số cao, tour máy thấp, để nó bớt ồn ào, bớt gây chú ý. Rồi còn mấy anh gặp mấy anh cũng cho qua hết à, tại vì đi chơi mà, mình đâu có phá làng phá sớm gì đâu. Ui, cái gì vậy? Đúng rồi đó. Anh không đi chậm là hồi bị bắn tốc độ hết luôn. Xúc trên đây có cái chốt nè, tính chạy lên nhắc rồi đó. Sắp tới cái chốt nè, quẹo đây tới cái chốt nè. Ơ được cái cua ở đây, đi thẳng lên được xíu là gặp chốt. Đây, chốt ngay đây. Chốt này là ô tô luôn các bạn, không có chạy đâu được hết đó. Chạy là phải để ý. Nó bắn từ cái chốt này thì dính nhiều. Nhưng mà hình như là chốt này nó không có phải là chốt tốc độ. Chốt tốc độ là nó nằm ở trên nữa. Chốt tốc độ nằm tuốt ở trên nữa. Nhưng nếu mà thân xui thôi, nói chung mình không biết đâu nha. Nhưng mà ở đây thì chưa bao giờ bị bắn tốc độ, tại vì mình bị hố mấy lần á, không có nhớ được cái vị trí á. Giờ thì nhớ rồi, nhớ giờ thì từ đây mà lên tới Đắk Lắk, cơm tôm Đắk Lắk hay cơm tôm gì đó, cái gì đó, nói chung là có tỉnh cây cao nhất của xa nhất của Tây Nguyên, cơm tôm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai hay gì đó. Đó thì mình nhớ được các vị trí chốt luôn. Đi lần thứ ba rồi, đi lần thứ ba nên nhớ cũng khoảng 70% á. Còn cái vị trí mà bị thay đổi thì mình không nhớ. Đây không phải hay đâu nha, cái này là đang chia sẻ thôi, đang flex thôi, flex cho các bạn biết là trí nhớ của tôi, để làm cho anh em tôi đỡ đỡ tốn tiền.
đường xấu quá à. Không có dí theo quay anh em. Bản thân mình chạy còn không được nữa, lấy gì quay. Chạy thì được thôi nhưng mà nó nguy hiểm, chứ không phải như đây thì không đến nổi. Cái xe nó nặng á, mỗi lần mà nó nhịp xuống á, nó giật cái xe ghê lắm. Chạy một tay ghìm không có nổi. Một sóng thì ok, chứ lên tới cái sóng thứ ba á, nó giật xuống xong mà nó giật, không có giật thêm một lần nữa là nó dễ lật cái xe. Nãy cái pha kia anh xém dứt rồi, tí nữa thì dứt rồi. Có mấy cái ông kêu chậm 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 á, anh sang anh thắng lại rồi anh lao lên á. Em đang đi ngon chớ, em quay phim quá. Em quay hết rồi. Có quay qua tính chữ ổng rồi đó. Thì đang đi ngon lành, cái anh thắng gấp lại. Anh lên, anh đang lao lên nữa. Ông thắng, cái anh đang lao lên. Anh tưởng là đang đi bình thường thôi. Ủa đang kiếm gì vậy anh? Chỗ ăn cơm. Hồi nãy em đi thẳng quốc lộ luôn, quẹo vô đây. Bây giờ đi ra hay là đi tiếp? Đi tiếp đi, đi tiếp. Nó có ngã ba rẽ trái ra 14 xe trở lại. Nếu vậy em có bản đồ đó không cho em? Lúc nào cũng có hết á. Để em dẫn ra quán ăn nha. Anh đi cho em dẫn đi. Ok. Đâu hết rồi. Ủa đâu hết rồi trời. Bị té hả? Ừ, chú đi bụi quá rồi mà anh đi chậm. À. Đứng tại chỗ rồi. Đứng chờ đủ đi nha anh em kiếm quán ăn. Được, được, cơm gì cũng được chị, cơm gì cũng được hết. Tụi em người Việt Nam mà, có phải người nước ngoài đâu. Trời đấu cho em đi 10 phần. Người Việt Nam, ở đây có ông nước ngoài à.
Có cá không? Có cá không? Có cá không? Có cá không? Cá lấy được mầm ớt. Rồi ok tôi. Nè. Rồi chị sao đồ sao? Nộp canh rau. Còn cơm không? Có nhiều, ok. Rồi dọn đi, dọn luôn, dọn luôn. Hâm nóng dọn luôn. Nam vừa là nước ngoài nhé, hơn nữa là Việt Nam vừa là nước ngoài đấy, hơn nữa là nhà quán mình nhé. Đấy là bữa này chúng tôi internet nè, có wifi, có wifi luôn. Con luôn. Ngon. Lại tim của anh Hoàng nè. Hello chưa anh? Hello. À khoảng 20 phút. Đủ chưa? Hết chưa? Còn sang thiếu sang nữa. Rồi chạy như ai ấy đi nha, em hết máp rồi đó, em không còn cái máp nào để chạy đâu. Ai dẫn dẫn đi, em đi theo. Rồi, kết nối với tim của anh Hoài rồi. Ba người đi từ Phú Yên nữa vô, Tuy Hòa Phú Yên. Rồi giờ anh em mình đủ người rồi, chơi thôi. Mà chơi cái gì không biết luôn. Tại giờ đi đâu tôi cũng biết luôn. Thiệt. Thôi giờ mấy anh cứ dẫn đầu thì tôi đi đó. Nhưng mà sao xa nhau dữ vậy? Trời ơi, coi cái đường kìa ông nội mẹ ơi. Cái đường như thế ghê vậy. Mấy cái đường này kéo chắc 599 luôn á. Chứ đừng nói là 299. Rồi, cái đoạn này á, nó là một cái đoạn rất là nổi tiếng ở Kon Tum nha các bạn. À, mấy bạn trên Facebook có hỏi á, là cái đường đâu đẹp quá. Thì đây là cái đường tránh gì đó nhưng mà nằm ở Kon Tum. Thì nó có rất là nhiều đoạn như này luôn. Đẹp tuyệt vời, mình thì chơi chay không à. Năm sau thì mình sẽ tổ chức một cái tour đi Trường Sơn Đông và cả Trường Sơn Tây. Và sẽ có đi qua lại những cái đoạn như thế này. À, anh em nhớ theo dõi cái phở bò cá nhân của mình nha. Mình đi á, cái mình đăng lên đó. Hoặc là cái group Xeom Vlog và những người bạn. Thì mình đi tour thì mình đăng ở đó. Mà giờ nó không có tổ chức tour nhỏ đâu. Mình sẽ tổ chức big tour mà. Một tour mình đi cho nó xứng đáng luôn. Chứ đi mấy cái tour nhỏ nhỏ hoài hết chỗ để đi rồi các bạn ơi. Giờ đi là mình đi tour dài không à. Giống như tour này mình sẽ mở lại cho anh em đi nè. Nhưng mà đi xe nhỏ nha. Má ơi dí điên khùng luôn. Dí điên cuồng luôn. Đứng lại chụp cái hai tấm hình thôi á. Dí má. Dí đá quần luôn. Chạy qua mấy cái chỗ đẹp ghê mà. Cái camera nó hết pin. Hết pin rồi nè. Để thay cục pin cái nói chuyện tiếp. Má cái này không chụp là có lỗi với các bạn lắm luôn á. Rồi dí nữa nè, dí nữa nè. Má dí yển quần luôn nè. Có ai để tôi không? Thôi không ai để rồi. Bật map lên. Anh tôi đâu? Anh yên tâm, em luôn ở phía sau anh. Anh cứ đi từ từ thôi, em ở phía sau mà. Anh biết có một người đi sau lưng anh, nhưng không biết ai. À, lúc nào cũng là em. Cảm ơn chị ơi. Rất là sung sướng cho mấy đứa em đó đó. Mấy đứa mà sao á. Mấy đứa cháu thì sao mấy đứa em. Rồi. Cái kêu bằng cháu chứ. Ông cháu đồ hoàng đàng hoàng nhá.
Ủa đi chơi khi nào mình đi? Đi đâu? Đi tour. Giờ mà mới bắt đầu đi mà. Trời ơi, đi chưa có mệt nữa mà phải nghỉ rồi. Bực thiệt chứ. Má mày chưa mệt chứ tao mày. Mấy em già đuối hết rồi. Mấy em già quéo queo rồi. Vô, đi ăn anh em ơi. Mình đi đâu? Gì cưng cưng á, gì cưng cưng á. Lá cưng. À, lá cưng. Cái đường đó nghe là mai đang cố gắng bán nhau như là không bán nó không ra đâu. Anh yên tâm, vì có xe ôm đi chung là em khỏi lo, có xe ôm là có xe ôm là chung đồng lắm rồi. Ôi, ngày mai đưa bác cho em chứ, rồi em dí mệt quá. Trời ơi, nó chạy chụp, nó không dám chụp luôn á. Ok, ăn thử nha. Coi cuốn cái lá gì đây. Tiêu, tiêu. Sao ít quá vậy? Đó, anh cho mấy cái đó rồi. Trương đồ vọng. Ủa, ăn lá gì ngon? Ăn lá gì được hả? Là lạ. Ba chạy về mình à. Có tiền thôi chứ mà không có tiền đâu trời. Tự nhiên cái đi bộ cả cây số về. Kêu tôi đi tập thể dục, đi tập gym. Tôi chạy bộ ở trên mấy 20 cây ok thoải mái, nhưng mà tự nhiên giờ ăn xong uống miếng rượu, uống lon bia rồi, tôi đâu có một lon rồi, giờ bắt đi bộ. Cái quải không? Ngon không? Ngon không? Bao ngon luôn. Ngon. Anh mang cái chai to quá vậy? Xài sao hết? Em xài phụ cho, cảm ơn anh. phụ em nhất cái xe em quậy bánh. Rồi. Ok. Ủa chứ không phải là trong cái đã nghe không có ngại. Ok. Ok, mừng anh. Có cà phê sữa không? Dạ có anh. Cho ly cà phê sữa. Cái sữa đó uống có đau bụng không vậy? Không đau bụng nha. Dạ, anh đẹp. Ok, bảo đảm nha. Kiếp nạn của việc đi tour á các bạn. Mình rất là sợ uống cà phê trên tour. Không uống thì không được, nhưng mà rất là sợ, thật. Bị hoài luôn á. Yo, đi các bạn ơi. Hy vọng cái ly cà phê của mình nó không có quá ngon để mà nó nó đem mình từ ngoài đường đi vô trong toilet. Chắc ra đó chụp tấm hình á. Em ra cây xăng em kiếm toilet trước nha, biết nghe ly cà phê ngon mà. Không đau bụng nha. Đẹp. Ok, bảo đảm nha. Tôi đi cây xăng trước. Sáng sớm cái bụng mình nó yếu như là ấy vậy đó. Nên là uống cà phê á, cái chỗ này cà phê mà nó ok á là không sao, uống cảm giác nó ngon và cái bụng mình nó chấp nhận được. Còn mà uống cà phê dạo kiểu này á thì 10 phát nó bị hết 5 phát rồi. Nó hên xui lắm. Mà không uống thì không được. Sáng sớm mình mà không có cà phê mình nói bạn đi chừng tiếng hồ sau là mình thôi anh đi trước đi, tôi vô em vô khách sạn em ngủ trước chứ đi không nổi, buồn ngủ lắm.
Cho em 95 đầy bình anh ơi. Em dắt xe vô đó em vệ sinh xíu nha. Một phút nữa có 10 chiếc như này chạy tại chạy tới. À, với kinh nghiệm bị Tàu tháo dí nhiều lần trong tour thì anh em cứ tìm cây xăng Petrolimex thì sẽ có nhà vệ sinh nha. Mà thường nhà vệ sinh của Petrolimex thì rất là sạch cho nên anh em đi cứ yên tâm nha. A few moments later. Ok anh em ơi. Vừa kịp. Mọi người vừa đổ xăng luôn. Quay cho cả team xong cuối cùng mình bị hết pin mà không có kịp thay cây á. Quên thay pin. Ô là trời. Vụ gì vậy? Trồng cây. Vui quá mấy anh này, vui quá. À, đều bóng bánh vui ghê. Nhờ chú trực tiếp chụp cho tôi kiểu ba người đúng không? Ok vô ok. Ôi thật thế. Đường hướng mình đâu có dám chạy. Cái xe này đường hướng của mình ra cua mình trượt, mình dặn nó dễ trượt lắm. Bị mấy lần.
Quay lại anh ơi, quay lại. Một anh xòe hả? Hả? Có gì không? Không, anh đưa anh đi lạc. Em phải dí theo. Em đứng ở ngoài em quát ảnh mà anh không thấy luôn. Em đứng đó mà không thấy luôn hả? Không thấy luôn. Má xương dày quá. Đây là trường Sơn Đông nha anh em. Tôi cũng phải selfie một tấm chứ. Tôi không thấy gì hết á. Tôi bấm đại thôi. Trời ơi, anh tôi quất cà phê ngay đây luôn. Trời đất mẹ. Sữa sữa kia đánh răng. Sữa này uống có đi vô toilet không? Không. Ok, không thì được. À, má ơi nó sướng. Nghe anh ơi, xe của chị không nổ máy được nhá. Ở đâu vậy?
ở ngay cái chỗ mình uống cà phê á. Bây giờ sao? Thì bây giờ xem có nào có câu bình hay là có dây câu thôi chứ sao. À là bị hết bình đó hả? Ừ, không nổ máy được hết bình hay sao á. Thì kêu cái đàn nó ngừng lại đợi đi nhá. Rồi thì em xem có đồ nghề gì quay lại sửa đi. Chứ bây giờ nó đang kẹt ở ngay đó luôn á. Vậy em điện cho người trên đi. Còn em đang ở giữa giữa rồi, để em quay lại. Rồi rồi, ok. Chạy nãy giờ, giờ quay lại. Căng à. Cái gì vậy? Không có kích bình, sao không đẩy? Vậy à, lấy cái bình em thay quay cái bình anh đi. Rồi xem hai máy nó dễ nổ không? Tôi biết xếp lại có bằng tay luôn được. Ốc bình đó hả? Ốc cốt bánh trước á. Á đồ. Không biết hên hay xui, nhờ bình hư mới thấy được ốc cốt. Má ghê vậy. Dùng tay vặn lại. Em chạy tốc độ ánh sáng qua đây. Tưởng đâu có mình ảnh. Lắp chiếu khóa quá trời nè. Tháo ra đi. Trời, tháo ra. Em nghĩ chắc cũng không cần tháo đâu. Để em kích trực tiếp hư được không? Nghĩa là để em để hai cái cầu có đụng nhau á là nó lên nè. Chỉ sợ là nó không có vừa cái vị trí với nhau thôi. Vừa nè anh ơi, vừa. Trừ, cộng. Em bị chìa khóa đây. Có giá lụi không? Có luôn. Giá lụi. Muốn sao được không? Tới luôn. Anh bấm vô cái nút nguồn cái rồi, ở giữa á, lên không? Ui da. Sao nó bị lên khối vậy ta? Này gần nhất em vẫn xài được mà sao này kỳ vậy ta? May quá nhờ được cái anh xe tải, anh bơm giùm cho xe bán tải. Tải vào đây. Thầy cảm ơn nhiều nha. Trời không có anh là đứng đây chờ tiếng nữa rồi. May quá. Ok, xong rồi các bạn ơi. Vô nha. Rồi, 2 3 vô, 2 3 ok, đẹp. Rồi. Đếm đi anh nhảy. Mình xin lỗi các bạn vì cái mic của mình nó lại tiếp tục lỗi rồi. Vì dầm mưa cả ngày á nên nó cứ ẩm ướt rồi lỗi luôn. Thế là bay thêm vài củ cho cái tour này anh em ạ. Đoạn này á thì mình chia sẻ rất nhiều về cảm giác của mình khi chạy cuối đoạn, chia sẻ về sự bình yên khi chạy tour nè.
Và đoạn đường này, một mình một ngựa trên hành trình này nó cũng thú vị lắm nha các bạn. Cuối ngày á, thì chạy có hơi sợ ma, vì ngoài bò với trâu ra thì chả gặp con người nào, nên mình dí lên chỗ của anh Đô luôn. Hai anh em kè nhau đi cho nó đỡ sợ. Các bạn không hiểu cảm giác này đâu. Cảm giác chạy cả mấy chục cây số, không có một bóng người, không có người đi ngược chiều, cũng không có cái nhà nào. Nếu có nhà thì cũng chỉ là cái chòi nhỏ của người dân làm rẫy, họ dựng tạm để nghỉ ngơi lúc vào mùa gặt. Nhìn còn đáng sợ hơn là không có cái nhà nào. Video này á, mình làm theo chủ đề tâm linh là y bài luôn. Nhưng thôi, không có làm. Chia sẻ với các bạn về sự bình yên trên hành trình thôi. Má bình yên quá, bình yên. Cho đi như tôi, ngày tôi đi cũng được đó các bạn. Hello mấy chú chồng. Mấy chú chồng có bị buồn không? Buồn đừng hút mình nha. Thôi bắt đầu rồi, trời nó tối xuống rồi đó. Cái gì vậy mấy má? Thôi đi, thôi đi. Bên ta anh lại ok các bạn, đây là đường lên đỉnh Quế. Trước khi họp mặt đủ mọi người ở ngay cổng chào đỉnh Quế á, thì mình có dẫn cái đoàn ở phía sau, vì team chia ra làm hai, tớp đi chậm và tớp đi nhanh. Lúc đầu á, thì mình chúc đoàn team đi chậm, nhưng mà sau đó thì mình dẫn đoàn đi chậm luôn, vì kinh nghiệm leader bỗng dưng trỗi dậy các bạn. Với lại xe mình full đèn nên mình dẫn đoàn cũng rất ok. Khúc này á, thì có một anh bị mất lái lao vào cái lan can bên trái nên mọi người dừng lại. Mình đang dẫn cái đoàn đi chậm nên là mình vượt luôn. Khúc này á, thì mình quắt đoàn đi chậm vượt lên luôn, nghĩa là mình dẫn đoàn lớn đi từ lúc này luôn. Phải nói cái đường đi từ cổng chào đỉnh Quế lên đỉnh Quế là cực hình với cả đoàn, và nhất là mấy thằng cận lồi như mình. Mưa không ra mưa mà sương thì không ra sương, nó cứ ẩm ướt và hạt sương to như cái hạt mưa. Đóng kính xuống á, thì không thấy đường, mở kính ra thì mắt kính dính nước, càng không thấy đường. Tháo kính ra thì càng tệ hại hơn. Có mấy đoạn mình chạy không thấy gì phía trước luôn. Đến kế bên ổ gà thì mới thấy cái ổ gà và phản ứng. Các bạn nhìn tốc độ mình chạy là biết lúc này mình mù như thế nào liền. Thay vì thấy chướng ngại vật thì mình né từ trước. Cái này mình tới chướng ngại vật rồi mình mới thấy nó, nên là không kịp phản ứng gì hết. Đây đây đây, lúc này là lúc tệ hại nhất của mình nè. Kính nón bảo hiểm thì ngập nước rồi không xài được. Kính mắt của mình thì cũng tèm lem nước rồi cũng không thấy gì. Mà bây giờ mở kính ra thì chỉ có lao xuống vực thôi. Vì mình cận không nặng nhưng mà loạn thì nặng lắm. Loạn thị rất nhạy cảm với ánh sáng. Đây nè, đây nè, khúc cua này là chính thức mù luôn, không thấy đường để chạy luôn. Ôm cua không khác gì mấy bạn mới chạy xe, gặp ổ gà là không né được luôn. Vì thực tế vào lúc đó mình không có thấy được cái gì ngoài cái đèn xe của mình. Nó chỉ giúp mình đi đúng trên mặt đường thôi, chứ không nhìn được ở dưới đường nó có cái gì. Khúc này là còn chích tiệt hơn nữa. Tới định vị trên bản đồ rồi mà không thấy cái homestay nào hết. Mãi sau mình mới biết là định vị bị sai. Lúc này á, mình dừng lại tưởng mọi người dừng luôn. Mọi người không dừng, cứ thế mà chạy, vì mọi người cũng không biết ai đang dẫn đoàn và ai là thành viên đi trong đoàn. Cứ thế mà đi thì chỉ cần một người đi trước là người sau sẽ đi. Vì lúc này tinh thần và thể lực của mọi người, kể cả mình, là gần như đã xuống lắm rồi. Không còn đủ tỉnh táo để đưa ra bất kỳ quyết định gì. Mình xem lại video mà mình còn thấy mình bị chậm so với bình thường mà. Chứ bình thường á, là mình sẽ đưa tay ra hiệu người ở phía sau dừng lại. Nhưng do con mắt của mình lúc thấy lúc không, nó làm mình không phản ứng được gì hết. Tới mát rồi. Tới rồi. Tới mát rồi. Lọc về farm tay là đúng rồi nè. Bây giờ đi nữa đâu biết đi đâu luôn á. Rồi xong rồi kiểm tra ngu mùa luôn. Định vị của anh ngoài nó qua nãy giờ rồi mà. Ngoài đang đi dùng trước kìa. Cái định vị anh thả nãy giờ em dừng á, em dừng ở cái chỗ định vị rồi, giờ là đi tiếp hay là hay chỗ nãy? Đi tiếp đúng không? Ok ok. Em sợ đi qua luôn rồi. Chỗ này
này á là chỗ 2 năm trước tụi mình đã đến đây. Có mấy anh đã đi tour này 2 năm trước thì thấy chỗ quen quen nên tấp vào. Nhưng chỗ tụi mình đặt trước ở tour này không phải là ở chỗ này. Và kể từ lúc này, mình và mọi người đã vượt quá giới hạn của sức chịu đựng. Bây giờ thì chỉ có thể dùng ý chí và tinh thần để tiếp tục đi thôi. Bảo tới. Mệt quá. Con mắt của tôi, à, đừng cận nữa được không? À, đừng có cận 5 giây thôi. Hả? Giữ cho máy lại thôi đúng không? Không. Hả? Đây đi lên đó còn cái gì nữa đâu? Nè. Đây nè, còn cái gì nữa đâu? Cái máy còn làm nó đầu kia nè. Lọc chè hồi nãy em vừa có lọc chè là không thấy cái định cái vị trí là không có gì hết á. Cái lọc chè đâu, không có nằm trên đây đâu, từ đây đi lên đó là không có cái gì hết á. Ủa giờ sao dí lên mà dừng? Anh dí lên kia mọi người dừng đi. Ủa đi luôn hả? Lớp đường ơi! Lớp đường ơi, đừng có đi nữa, đừng có đi nữa. Lớp ơi, đừng có đi nữa. Trên đó đâu còn cái gì đâu. Anh Hoài còn không biết nữa kìa. Hồi nãy mình đi qua hai cái hôm tây. Một cái đầu tiên. Nhưng mà cái map nó vẫn chỉ mình lên tiếp. Thì em dừng ở cái chỗ lọc trời là trên cái Google Map á. Là nó không có cái gì hết. Thì nó còn cái này là cái cuối cùng rồi. Hồi trước là mình ở cái ở dưới. Đúng rồi, hôm bữa là ở dưới anh mới dừng đó. Đúng rồi. Mà không phải hả? Mà từ đây lên đến nó đâu còn cái nào nữa đâu. Sao em biết? Trên map có để đâu nè. Ủa anh Hoài nó không biết chính xác chỗ đó luôn hả? Ừ anh Hoài con, anh Hoài mới hỏi em coi là coi lại map coi tới chưa. Anh Hoài mới vừa nói với em luôn rồi, anh chạy lên kêu mọi người rồi. Đừng có chạy lên nữa, chạy lên là hụt kèo chắc luôn. Tại vì đây là đó không còn cái gì hết á. Hôm bữa là khúc định của em hỏi anh Hoài á, là mình còn ở trên đây không? Anh Hoài nói là trên đây không có cái gì hết á. Anh Hoài ơi, đổ được rồi. Em quay lại, em quay lại. Ok. Tôi nói mà thiệt chứ. Go go, đi theo em nè, đi theo em nè. Em dừng lại nhớ dừng nha. Em dừng lại nhớ dừng luôn nha. Homestay đâu mà homestay. Ở đây là điểm du lịch sinh thái. Ở đây không phải là homestay. Cái homestay là khúc ở giữa. Vô luôn, chắc chắn là chỗ này luôn. Đúng rồi, đi vô đi. Đúng rồi phải không? Anh hỏi rồi trời. À ok ok, vô luôn. Sao hồi nãy em dừng anh đi luôn vậy anh đâu? Anh nghe em la. Sao anh không dừng luôn? À, nó mệt quá. À, tới rồi các bạn ơi. Lạnh quá. Mười lăm, mười sáu độ. Nè cái mặt kính mình nó như này nè. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy con mắt tôi chứ tôi nhìn ở ngoài là thấy nước không mà không thấy gì hết á. Lạnh quá. Em mà ném điên đồ em xỉu á. Xỉu luôn hả? Không luôn thiệt hết chứ. Vừa đói mà lại vừa run mình. Đi lúc nãy đi đeo mà. Nhưng một mà... đoàn nó mình hoài quá đúng không có thể... Giờ tới giờ này này là tôi còn sống nó không có. Đô không biết là đô là sao mà đô chạy được tới đây thì vô xong rồi các bạn. Giờ đi ngủ nha. Bây
giờ là 14 độ C. Người ta nói á, sống trên mây nó giống như là người trên mây. Tôi là người ở trong mây, đang ở trong mây luôn nè mấy má ơi. Lạnh thấy mẹ luôn. Mà không có view gì để ngắm đâu. Tại vì các bạn nhìn á hả, bốn bề xung quanh hả, trắng tinh. Mà đợt mây này nó đỡ hơn năm ngoái. Mây năm ngoái nó dày hơn nhiều. Xung quanh là chỉ có sương và sương thôi. Nhìn xa xa kia thì cũng chỉ thấy sương thôi. Mây năm ngoái dày đặc. Mà họ cực hình là đi đến răng rửa mặt á, cực hình. Này mà ở lâu á là da nó nứt hết trơn luôn. Khô á. Chào mấy anh. Ok, để tôi cắm xem lát cho các bạn xem. Yo, cà phê của anh Hoài nha. Để tiếp tục view đỉnh quá. Được rồi. Cà phê của anh Hoài á, nó rất là lạ. Nhưng mà đây là cà phê cao cấp nha các bạn. Đây nè. Hoài, Hoài Coffee. Anh Hoài là làm cà phê à, anh biết rất là rõ về cà phê. Và cái cách anh nói về cà phê á, nó rất là thú vị. Cảm giác uống một ly cà phê này nó, các bạn nhìn cái màu cà phê nè, nó không có đen. Nó lơ lớ. Nhưng mà uống rất là ngon. Mình không phải là dân uống cà phê, nhưng mà uống ly cà phê này mình cảm thấy rất là xứng đáng. Kiểu sao ta, nó giống như ngày xưa mà mình uống cà phê dảo. Khi mà mình làm sửa xe á, là ông chủ uống cà phê rồi á, là ông còn cái phin mình xin nước sôi. Cái mình cũng có một cái ly như thế này nè à, là nước dảo. Uống cái vị đắng rồi bỏ rất là nhiều đường vô. Uống giống như chè vậy đó. Thì tự nhiên mình uống cái này lại mình có cảm giác đó. Mình có cảm giác đó thôi, nhưng mà cái cà phê này đậm lắm. Nguyên một cái hành trình đợt này mình đi, mặc dù là đi cuối đi rất là chậm, nhưng mà do là uống cà phê á nên là cảm giác nó không có buồn ngủ. Thì rất là đậm, nó đậm theo cái dạng là cà phê nguyên chất vậy đó. Mình không ra mà cà phê nên không có nói được, nhưng mà ngon. Nó dạo, chả biết nữa. Mình tưởng đâu cà phê nó phải đậm. Như hồi đợt có uống cà phê ở trên Đà Nẵng Phan Dũng, chợ Đài Loan. Cái ly cà phê đó là cái ly cà phê mà làm mình ấn tượng nhất cái cuộc đời của mình luôn á. Nó cũng cỡ bao nhiêu đây thôi, cà phê sữa nha, cục cỡ nhiêu đây thôi, thêm miếng sữa nữa. Uống hoài uống hết được. Uống vô là cái lưỡi nó rát luôn. Cái lưỡi nó bị chim chăm chích luôn á. Ly cà phê đó mình không biết nó đậm vì lý do gì mà nó đậm kinh khủng. Ok, Đà Đỉnh Quế. Đi lần thứ hai. Nói là để dẫn anh em đi lên đây á, mà tôi nghĩ là mấy anh em của tôi á đi không được. Tại vì sao? Cái tour nó quá dài. Vấn đề không phải là không đủ sức, không phải là cái trình độ, mà là cái khung quỹ thời gian nó không đủ. Đây đi phân khối lớn, mà mình đi cái tour này là phải mất 4 ngày, 5 ngày. Không lẽ vậy chạy từ Sài Gòn lên đây, cam biên cái này đi xong đi về. Chắc chắn là từ Sài Gòn lên đây là các bạn phải đi 2 ngày rồi. Sức tôi là cũng phải 1 ngày rưỡi. Nên là tổ chức tour đi là phải cho các bạn đi 2 ngày. 2 ngày đi và 2 ngày về là 4 ngày. Không làm được cái gì hết. Cho nên là chưa dẫn các bạn đi là vậy. Nhưng mà đây là Đỉnh Quế ha. Google Maps Đỉnh Quế là bạn có thể lên được tới đây. Đây sẽ có hai cái homestay, một cái lọc trời mình đang ở. Năm ngoái thì mình ở trên Đỉnh Quế. Khách quan mà nói thì các bạn ở đâu cũng được. Ở đâu nó cũng có cái dịch vụ y như này thôi. Ăn uống cà phê rồi ăn dép. Rồi giờ đi ăn sáng. Có gì thì quay cho các bạn xem ha. Mà chắc ở đây cỏ chả có con mẹ gì ngoài, trời nó lạnh hết. Đây là 14 độ á, các bạn tính đi. Thấp 14 độ C. Lăn các vùng xương dày đặc thấp 14 độ C. Thì check in cộng đồng xong đi ăn trưa. Ăn trưa rồi vô cà phê giỏng nằm chút rồi đó. Lý. Ủa rồi chạy đâu anh Tây Hòa? Vậy đi Tây Hòa. Sao anh không dẫn đi sạc quay rồi? Không rồi, đi xe mà. Không, cà phê trôi trước đi. Sao sao anh Hoài nói lại để em tắt cam nói lại cái ơi. Tối đi nó sao đúng không? Em dí anh từ đây về tới Tiêu Hòa luôn á. Sai à? Giày dành cho những người lười. Ok. Thank you.
đây. Ok. Hello anh em, đây là đoạn nhóm mình đi từ Định Quế về Tuy Hòa. Đi đường quốc lộ 14G nói tới quốc lộ 1A. Mình chia sẻ với các bạn rất nhiều về đường quốc lộ 14G. Trên hành trình này, đây là tuyến đường mình ấn tượng nhất. Đầu tiên nó là mặt đường. Có thể nói tuyến đường quốc lộ 14G này là tử địa của những cái phục mềm èo như xe của mình. Các đoạn đường sóng trâu trong cua, ngoài cua và trước cua sẽ khiến các bạn xanh mặt. Các bạn có thể tưởng tượng khi thi bằng lái A1 hoặc A2, các bạn sẽ được chạy qua đường gập ghềnh. Thì ở quốc lộ 14G này, các bạn sẽ chạy qua đường siêu gập ghềnh. Nó gấp 3, gấp 4 lần so với lúc thi bằng lái. Nhưng mà điều quan trọng nhất ở cái đường gập ghềnh đó là nằm ở trước cua, trong cua và ở sau cua. Lâu lâu nó còn bonus thêm một cái ổ gà chí mạng để gây ấn tượng nữa. Nếu bạn đi chậm thì mọi chuyện rất đơn giản, tè tè mà đi thôi. Nhưng mà ngặt nổi có nhiều đoạn siêu đẹp, đường láng mịn rồi các bạn ôm cua và surprise. Ngạc nhiên chưa, sóng trâu xuất hiện như một vị thần cứu các bạn khỏi kiếp nạn làm người. Cà tưng, cà tưng, cà tưng. Bạn nào yếu yếu là tự ôm cua, chuyển sang ôm con lươn hoặc là gánh nước liền. Và điều đáng nói ở đây, ngoài mặt đường xấu, nó còn nhỏ và hẹp nữa. Nên là anh em có dạo quanh trên cái tuyến đường này thì nhớ lưu ý tốc độ vào mặt đường nha. Tiếp theo là ánh mắt của người dân nhìn mình, từ già đến trẻ nhỏ, đến con nít và đặc biệt là mấy đứa nhỏ. May mắn cho mình là ở vị trí chúc đoàn, tụi nó thấy một xe qua, rồi hai xe, rồi năm xe, rồi 10 xe, rồi cuối cùng là mình. Nhìn được ánh mắt mong chờ của tụi nó từ rất là xa. Có mấy đứa thấy mình từ xa, nó nhảy cà tưng lên, nhìn rất là cưng. Có mấy đứa dạng dạng còn đưa tay chào, còn hello hello. Có đứa còn đưa tay ra để mà đập tay nữa. Nói thêm với các bạn, hành động này thì rất là nguy hiểm, không được bắt chước làm theo vì nó có thể dẫn đến tai nạn. Nguy hiểm lắm là nha. Nhìn mấy đứa nhỏ mà nhớ mình ngày xưa ghê. Ngày xưa cứ nghe tiếng mô tô là bỏ hết, đang làm cái gì là bỏ đó luôn, chạy ra đường để ngó, để ngắm, để nghe mấy anh mấy chú chạy mô tô. Mặc dù chỉ có vài giây thôi nhưng nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mình. Lớn lên có cơ hội là mình tiếp cận mô tô và những chuyến đi luôn. Nên giờ có cơ hội là mình sẽ truyền tí năng lượng máu chó của mình cho tụi nó, để mốt nó lớn lên nó cũng giống mình, vác xe đi trên những con đường ở Việt Nam, để còn biết Việt Nam mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Cho một chai nước suối lạnh. Ê, tôi có cái này tôi muốn gửi cho mấy bạn Sài Gòn nè. Dạ. Một bình nữa. Một ngàn đồng một bịch đậu phộng Binat Tetsu. Mấy bạn ở Sài Gòn làm gì mua được cái bịch này với giá 1.000 đồng. Ok, hình tiếp 2. Ấn tượng tiếp theo của mình là quang cảnh xung quanh trên tuyến đường quốc lộ 14G này. Mình không có thói quen chụp hình vì mình đi theo hệ quay video. Mà đã quay thì rất là ngại chụp, vì mỗi lần mà chụp thì phải dừng lại nè, lấy cái điện thoại ra khỏi xe, lau camera và xem xét bố cục rồi mới chụp được. Chỉnh sáng, chỉnh tối, tùm lum tà la. Mà đã là chúc đoàn rồi thì lúc nào cũng ở tích cuối đoàn. Mỗi lần chụp được một tấm là mình phải thốc ga dí theo cả đoàn. Đi với đoàn phân khối lớn trên mặt đường nhựa đẹp thì mình còn dí được. Chứ ở đường này thì mình chỉ nhanh hơn mấy anh giỏi lắm chừng 15-20 km/h là đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Nhưng mình vẫn dừng lại chụp hình là các bạn biết nó đẹp cỡ nào rồi. Hai bên đường không đồi núi chập trùng thì cũng là cánh đồng lúa thẳng tắp, nhìn mãi mà không thấy điểm cuối. Chung quy lại là đẹp. Các bạn nên đi khi còn trẻ để trải nghiệm cho hết cái tuổi trẻ, và về già tiếp tục đi để thấy cái sự thay đổi của nó. Suy cho cùng thì cuộc đời này cũng chỉ sống được có một lần thôi, nên là phải trải nghiệm hết đi. Quậy hết cỡ tuổi trẻ thì tuổi già mới mỉm cười được. Tuổi trẻ mà cứ vùi đầu vào công việc, deadline thì chán chết. Sen qua nhiều công nghệ hay quá ha. Công nghệ tự châm sên đồ này phải không? Đây là tự châm bình đáy. Bên kia là bình dầu. Bên đây là bình đồ nghề. Bên đây là bình xăng. À, xung quanh xe là bình không mà. Anh lên hồn đúng không hả? Anh lên hồn chơi béo luôn. À. Chơi với bạn chưa? Cảm ơn nha. Dạ. Ok. Anh lộ chiếc thôi thì vô đây hả? Ừ. Giờ chị vô đây ăn nè. Đây em nhận ra mì lúa. Cái chanh này chắc cứ mà không biết cái quy ra tiệm này. Có bóng có nhiều. Không biết tiệm này khác được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok. Khách sạn rồi bạn ơi. Tới rồi bạn ơi. Mẹ anh kêu nằm về đi. 4 giờ 53 phút không thấy ai hết. Anh Đô anh dậy mà nó không kêu mình luôn. Mình cũng không biết là đi hồi nào luôn. Không biết là đi rồi hay là 5 giờ mới đi. Mình ngủ say quá. Máu dậy phát 4 giờ 45 phút. Anh Đô rồi. Anh Đô. Sao không kêu em vậy? Không biết em ngủ rồi là em đi. Đi chứ. Nhưng mà may quá em có linh cảm. Chiếc xe đạp màu mè nhất mà mình từng thấy. Anh Thụy cầm cái bơm đúng không? Mày là đang chạy chậm, em đang nhảy ăn đòn mày. 2, 3. Má này gì vậy? Đúng rồi, mày chạy chậm, chạy nhanh là sàn rớt xe luôn á. Vá thì vá có nè, mà cái bơm em nó... Ừ, cái gì vậy? Cái này là cái chỗ vừa dạ. Tìm xem cái vết nào mà để nó xì dữ rồi chứ. Này nó xì hết hơi này, không phải là do ấy rồi. Không phải là do đinh hay lỗ gì đâu. Mình có thằng nào có bơm mạnh không? Chứ cái này á, mà bơm thường là bơm không nổi á. Sao không bơm vô được á? Ổn rồi đó. Chạy ra được. Mày quá, không có anh Sang là đợi đây thêm tiếng đồng hồ nữa. Còn cái hồi nãy á lại là một miếng mới. Miếng mới. Anh vá trong một chút mới chạy lên nó vá trong luôn. Là con GT. Con GT tại nhà đã lắm. Hồi xưa em lắp con CB em chạy. Nó bám được. Hồi xưa lắp chạy quá đá luôn. Mọt nhanh lắm. Và vá và không có cái vá. Đang về thì thật ra anh cũng không có cái gì quá quan trọng nếu mà mình chia sẻ. Hẹn gặp các bạn ở tiếp theo. Bye bye.